Thưa quý vị, sáng nay đoàn kiểm tra số 1 Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở do trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung làm trưởng đoàn làm việc với hai đơn vị thuộc Sở Xây dựng là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà và Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng về kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà và Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng Đà Nẵng đã triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nghiêm túc, đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đã tạo được sự đoàn kết đồng thuận cao, phát huy trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, viên chức. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính gắn với phong trào thi đua dân vận khéo đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà đang quản lý 43 chung cư, nhà liền kề và 2 khu ký túc xá sinh viên. Trung tâm Giám sát Chất lượng Xây dựng là đơn vị sự nghiệp với 29 viên chức người lao động, trong đó có 12 đảng viên. Trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung và đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của hai đơn vị, đồng thời cũng đã trao đổi đề nghị làm rõ thêm việc tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của các cấp về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với nhiệm vụ đơn vị, công tác kiểm tra giám sát đánh giá việc thực hiện về vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và các tổ chức đoàn thể về công tác dân vận và những khó khăn vướng mắc.